Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney, với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ single mom có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại level 1/262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, dịch bệnh COVID-19 tại Úc vẫn hãy còn lên xuống hàng ngày. Tuy nhiên nhìn chung thì vẫn đang trong tình trạng khá ổn định. Hiện nay công luận tại Úc đang tiếp tục có sự quan tâm cao độ về chính sách và cuộc tranh cử đang diễn ra, mặc dù ngày bầu cử chưa được chính thức loan báo. Một dấu hiệu nho nhỏ có thể đem lại phấn khởi cho Liên đảng Tự do Quốc gia là ủng hộ dành cho Đảng Lao động nay đã giảm sụt 3%. Trong khi đó thì hôm qua Đảng Lao động cũng đã chính thức phát động cuộc tranh cử tại tiểu bang chiến trường Queensland, là nơi mà Đảng Lao động cần phải chiến thắng thêm vài ghế thì mới có hy vọng nắm chính quyền. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Vietface TV. Thăm dò cử tri. Sau khi ngân sách được phổ biến, lao động giảm 3% theo News Poll. Kết quả cuộc thăm dò công luận của News Poll đã được nhật báo The Australian phổ biến chiều tối hôm qua Chủ nhật. Và theo nguồn tin Sky News, vào sáng sớm hôm nay thì dấu hiệu đầu tiên cho thấy mức độ cử tri ủng hộ Đảng Lao động đã giảm 3%. Tuy vậy trong số 3% giảm sụt này, Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ tăng được 1%, với chỉ số là 36% lá phiếu ưu tiên 1, trong khi đa số phần còn lại hình như đã rơi vào Đảng Xanh. Và thông thường thì lá phiếu của cử tri bỏ cho Đảng Xanh thường được chọn Đảng Lao động như là ưu tiên phụ, tức là second reference. Trong tuần này, chắc chắn sẽ còn có nhiều cuộc thăm dò công luận khác ngoài News Poll. Và cũng trong tuần này, có lẽ vào ngày thứ Năm hoặc cuối tuần, Thủ tướng Morrison có lẽ cũng sẽ loan báo ngày bầu cử, mà hiện nay dự phóng là thứ Bảy 14 tháng 5 hoặc thứ Bảy 21 tháng 5. Một vài giới truyền thông cho rằng, có thể Thủ tướng Morrison sẽ chọn ngày thứ Bảy 21 tháng 5, và họ tin rằng một cuộc vận động tranh cử kéo dài sẽ có lợi cho Thủ tướng Morrison, vì ông Morrison có nhiều kinh nghiệm vận động tranh cử hơn là lãnh tụ Anthony Albanese. Nhắc lại là trước đây, Thủ tướng Morrison đã từng nói là ngày bầu cử sẽ là vào giữa tháng 5. Ngân sách 2022-2023, dự phóng nhân dụng sẽ cải thiện ở mức toàn dụng, full employment. Tại Úc, tình trạng nhân dụng toàn dụng mà từ tiếng Anh gọi là full employment không bao giờ có thể đạt được mức zero của tỷ lệ thất nghiệp. Từ trước đến nay, tình trạng toàn dụng là khi chỉ số thất nghiệp ở dưới mức 4%. Trong ý nghĩa này, thì ngân sách 2022-2023 dự phóng là chỉ số thất nghiệp có thể sẽ giảm xuống còn 3.75% vào tháng 9 năm 2022. Trong lịch sử kinh tế của nước Úc từ sau Thế chiến thứ hai, 1946-1975, thì nước Úc may mắn đã ở trong tình trạng toàn dụng khi mà tỷ số thất nghiệp đã được giữ ở dưới mức 2%. Và cũng trong khoảng thời gian này thì Ngân hàng Chữ Kim RBA được chính thức thành lập vào năm 1960 với nhiệm vụ rõ rệt là thi hành chính sách tiền tệ nhằm vào tình trạng nhân dụng toàn diện và chỉ số lạm phát ở mức từ 2-3%. Trong khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ vừa qua, tình trạng toàn dụng phần lớn chỉ nhắm vào nhân dụng là thành phần nam giới vì lúc bấy giờ tình trạng nhân dụng của phụ nữ hãy còn thấp. Nhưng nay thì tình trạng kinh tế đã đổi khác, vì sự tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ mỗi ngày một gia tăng và tình trạng thất nghiệp
không những bao gồm thành phần lao động nam giới, mà còn bao gồm cả thành phần lao động là phụ nữ. Bởi vậy, một trong những mục tiêu của chính phủ là dành ưu tiên cho ngân sách để đẩy mạnh tình trạng nhân dụng. Cũng vì lý do ấy mà trong ngân sách vừa ban hành 2022-2023, chính phủ Morrison đã đặt ưu tiên trong việc tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thay vì ban hành những biện pháp tiết kiệm nhằm mục đích quân bình ngân sách. Đây là điểm khác biệt rõ rệt nhất của ngân sách 2022-2023 so với các ngân sách trong quá khứ của Chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia. Ngoài ra, đây cũng là một điều cần thiết vì trong 5 năm vừa qua, tỷ số thất nghiệp ít khi xuống dưới mức 5%, trong khi tình trạng lương bổng gia tăng chậm chạp và chỉ số lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp là trên dưới 2%. Vào thời điểm này thì chỉ số thất nghiệp tại Úc là 4% và đây là chỉ số thấp nhất trong vòng 13 năm. Ngoài ra, chỉ số khiếm dụng cũng giảm hạ, tình trạng khiếm dụng xảy ra khi một công nhân viên chức có số giờ làm việc ít hơn mong muốn của họ. Chính sách tranh cử và mục tiêu nhỏ của Đảng Lao động. Hôm qua trên hệ thống Sky News, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Ann Ruston đã cáo buộc là lãnh tụ Đảng Lao động Anthony Albanese có vẻ như chưa trung thực với cử tri vì ông chưa phổ biến tất cả những ngân khoản cần thiết để thực hiện những lời cam kết bầu cử. Khi được hỏi về khả năng mà một chính phủ lao động trong tương lai có thể gia tăng thuế vụ hay không, thì trên đài số 9, ông Anthony Albanese đã từ chối trả lời ngắn gọn, tức là yes, no, mà chỉ nói là một chính phủ lao động sau cuộc bầu cử vào tháng 5 thì sẽ tăng thuế đối với các tổng công ty. Tuy nhiên, việc tăng thuế đối với các tổng công ty theo lời Bộ trưởng Ann Ruston thì làm sao có thể đủ để trang trải chi phí cho tất cả những cam kết của Đảng Lao động. Bởi vậy, Bộ trưởng Ann Ruston dự phóng rằng Đảng Lao động có thể sẽ gia tăng thuế phụ. Trong bất cứ một cuộc bầu cử nào tại Úc, ít khi nào một chính đảng nhìn nhận là họ sẽ phải gia tăng thuế để trang trải cho những cam kết bầu cử. Và có lẽ cũng vì lý do ấy mà sau chương trình phỏng vấn trên đài số 9, phát ngôn viên ngân khố Jim Chalmers đã dứt khoát xác nhận rằng một chính phủ Albanese sẽ không có chương trình gia tăng thuế vụ. Riêng cá nhân ông Albanese cũng lặp lại là một chính phủ do ông lãnh đạo sẽ không gia tăng thuế vụ, ngoài việc gia tăng thuế đối với các tổng công ty. Vận động tranh cử, lãnh tụ Albanese phát động chiến dịch tại Queensland. Mặc dù Thủ tướng Morrison chưa công bố ngày bầu cử, nhưng lãnh tụ Albanese có vẻ nóng ruột không thể chờ đợi được, nên ông đã chính thức phát động chiến dịch bầu cử tại Queensland là một tiểu bang chiến trường với nhan đề Albo 2020, là tên gọi thân mật của ông Albanese. Lãnh tụ lao động đã cử hành lễ phát động này theo kiểu một cuộc bầu cử tổng thống, tức là hoàn toàn chú trọng vào lãnh tụ hơn là đảng. Địa điểm được sử dụng cho cuộc phát động này là tại đơn vị bấp bênh Lilley, tại vùng phía bắc thủ phủ Brisbane, và đây là một đơn vị bấp bênh của Đảng Lao động với chỉ số chênh lệch là 0.64% trong cuộc bầu cử hồi năm 2019. Để hỗ trợ cho ông Albanese, ngoài dân biểu đương nhiệm Annika Wells, còn có Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang Cameron Dick và cựu Bộ trưởng Ngân khố liên bang Gwen Swan, hiện nay trong chức vụ Chủ tịch liên bang của Đảng Lao động. Ông Anthony Albanese tuyên bố với những người ủng hộ Đảng Lao động là nước Úc cần có một chính phủ tốt hơn và Đảng Lao động cần sự trợ giúp của cử tri Queensland để đạt được mục tiêu này. Queensland có 30 đơn vị bầu cử hạ viện của liên bang, nhưng trong cuộc bầu cử 2019, Đảng Lao động chỉ chiếm được 6 ghế và Liên đảng Tự do Quốc gia chiếm 24 ghế. Bởi vậy, Đảng Lao động cần phải chiếm thêm một số ghế bấp bênh của liên đảng, đặc biệt là 3 đơn vị bấp bênh hiện do liên đảng nắm giữ là Longman, Flynn và Leichhardt. Tất nhiên ngược lại thì chính phủ Morrison cũng cần phải giữ tất cả 24 đơn vị này. Và tuần trước đây, ông Morrison đã dành rất nhiều ngày để vận động tranh cử và cũng đã loan báo nhiều dự chi của liên đảng dành cho tiểu bang Queensland, kể cả 3 khoản dự chi rất lớn, gồm nửa tỷ đô la cho một đập thủy điện, trên 60 triệu đô la để xây dựng hạ tầng cơ sở cho Thế vận hội 2032, và khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la cho một dự án xây đập lớn nhất tại vùng phía bắc tiểu bang Queensland. Đảng Tự do New South Wales hoàn tất sơ tuyển 9 đơn vị sau cùng, bao gồm Courtney Nguyên, ứng cử viên Đảng Tự do tại Fowler. Hôm qua, Thủ tướng Morrison loan báo là một ủy ban gồm Thủ tướng, Thủ hiến New South Wales và cựu Chủ tịch Đảng Tự do đã hoàn tất tiến trình sơ tuyển ứng cử viên cho 9 đơn vị còn lại tại New South Wales. Các đơn vị này bao gồm cả những đơn vị an toàn hoặc không an toàn do Đảng Lao động hoặc Dân biểu Độc lập.
Danh sách 9 đơn vị bầu cử này bao gồm Eden Monaro, Fowler, Grandler, Greenway, Hughes, McMahon, Newcastle, Parramatta và Warringah. Điều quan trọng theo lời Thủ tướng Morrison là ứng cử viên tại 5 đơn vị trong tổng số 9 đơn vị này là nữ giới. Riêng tại đơn vị an toàn của Đảng Lao động là Fowler thì cô Courtney Nguyên, một công dân Úc gốc Việt sinh hoạt trong lĩnh vực địa ốc và cũng là một thiện nguyện viên trong cộng đồng người Việt, đã được chính thức chọn là ứng cử viên tại đơn vị Fowler thuộc Tây Nam Sydney, là nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Nhắc lại đơn vị Fowler này cũng là nơi mà nghệ sĩ Christina Keneally đã được giới lãnh đạo Đảng Lao động thả dù và đánh tan cơ hội của một chuẩn ứng cử viên gốc Việt khác thuộc Đảng Lao động là luật sư trẻ Tú Lê. Ngoài ra Đảng Lao động cũng đã thả dù một ứng cử viên khác là ông Andrew Charlton, một đại gia tại vùng phía đông Sydney vào đơn vị bấp bênh Parramatta thuộc khu vực phía tây Sydney. Ngược lại thì Đảng Tự do đã sơ tuyển bà Maria Kovacic là một phụ nữ tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo tại địa phương. Victoria, các đơn vị bấp bênh mà cả hai phe đều phải thắng. Tuy chưa phải là một tiểu bang chiến trường ở mức độ như Queensland và New South Wales, nhưng Victoria cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới tương tự như Tây Úc. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2019, Đảng Tự do đã chiến thắng tại 12 ghế trong tổng số 38 ghế tại Victoria, trong khi Đảng Quốc gia thắng được 3 ghế và phần còn lại là 21 ghế thì do Đảng Lao động nắm giữ. Khác với Queensland, tại Victoria, Đảng Lao động có nhiều ghế hơn Liên Đảng Tự do Quốc gia. Điều này có được là vì cử tri tại Victoria có lập trường tiến bộ hơn là cử tri tại Queensland. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 năm 2022, Victoria sẽ có thêm một đơn vị bầu cử, nâng tổng số lên 39 ghế và đơn vị bầu cử mới này được gọi là Hope, thuộc vùng Tây Bắc thủ phủ Melbourne. Trên nguyên tắc thì đơn vị mới này được coi là đơn vị của Đảng Lao động với số chênh lệch là 10.2%, tức là không phải đơn vị bấp bênh. Trong khi đó thì đơn vị Chisholm, bao gồm các khu vực Box Hill và Glen Waverley, là một đơn vị bấp bênh của Đảng Tự do mà dân biểu người Úc gốc Hoa Gladys Liu đã chiến thắng với một đa số rất thấp là 0.5%. Và đây là đơn vị mà Đảng Lao động cần phải chiến thắng để gia tăng xác suất là Đảng Lao động có thể nắm chính quyền. Cũng như tại các tiểu bang khác, một số ứng cử viên độc lập cũng sẽ dự tranh tại Victoria và các dân biểu độc lập này có thể đảo lộn tình thế. Ngoài ra, đương kim Bộ trưởng Ngân khố George Vandenberg, dân biểu đơn vị Kooyong, và Thứ trưởng Tim Wilson, dân biểu Đảng Tự do tại đơn vị Goldstein, cũng đang bị thách đố bởi các ứng cử viên độc lập có tên tuổi. Victoria cũng thường than phiền là Victoria đã không nhận được trợ cấp liên bang ở mức độ mà liên bang đã tài trợ cho New South Wales, Queensland và Tây Úc. Và đây có thể là một yếu tố tiêu cực, nhìn từ quan điểm của chính phủ liên bang tại Canberra. Hai đơn vị khác thuộc Đảng Lao động mà Liên đảng Tự do Quốc gia có thể quan tâm đến đó là Dunklea và Corangamite. Đây là hai đơn vị mà Đảng Lao động đã chiến thắng từ Đảng Tự do hồi năm 2019. Và đây cũng là hai đơn vị bấp bênh mà Liên đảng Tự do Quốc gia mong mỏi là có thể tái chiếm trở lại. Nếu Đảng Lao động thất cử tại hai đơn vị này, thì ông Albanese cần phải chiến thắng tại những nơi khác để bù đắp. Nói chung thì Đảng Lao động cần phải chiến thắng thêm ít nhất là 7 đơn vị bầu cử trên toàn quốc, thì mới có hy vọng nắm chính quyền. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.